Tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Cho đến thời điểm ngày hôm nay thì mặc dù mưa không còn nặng hạt như những ngày trước, nhưng mực nước tại các con suối trên địa bàn vẫn ở mức cao. Đặc biệt nước lũ chảy xiết đã khiến cho trụ của cây cầu Bản Hiệu bị nghiêng và có nguy cơ sập hoàn toàn. Mặc dù chính quyền địa phương đã có cảnh báo nguy hiểm, nhưng ngày hôm nay thì nhiều người dân vẫn vô tư đi qua cây cầu này, trong khi dòng nước bên dưới thì vẫn còn chảy xiết, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người sẽ không khỏi rùng mình run sợ. Sau 2 ngày mưa lớn liên tiếp, nước lũ dâng nhanh, khiến cây cầu Bản Hiệu đã không còn an toàn. Nhưng đây lại được xem là con đường đi lại duy nhất của gần 500 hộ dân sống tại khu vực này. Không có lối đi, dân làng này chả biết đi chỗ nào được nữa rồi. Đi đường này mới đi qua để được. Nếu không đi đường này thì có lối đi. Chúng tôi là vì cô lập 2-3 bản rồi, bây giờ xã cũng chưa có điều kiện, chưa khắc phục được thì chúng tôi dân cũng phải đi lại, tạo điều kiện không bè các thứ, không có cái điện. Trước công việc trước mắt thì chúng tôi phải đi. Dù biết rằng nguy hiểm và chính quyền địa phương cũng đã có biển cảnh báo cấm qua lại cây cầu này, nhưng có lẽ sau 2 ngày bị cô lập, mong muốn được ra bên ngoài đã khiến những người dân nơi đây quên mất rằng an toàn tính mạng của họ đang bị đe dọa. Tất nhiên rồi, dân làng thì ai cũng chịu, nhưng mà cũng có lối đi, phải chịu khó một tí. Ở đây vẫn còn một đường vòng, sao mình không đi đường vòng đi bộ xa một chút nhưng nó an toàn hơn. Chắc sau này dân làng sẽ đi thôi, nếu cái cầu này hỏng nhà nước giúp thì không có lối đi, phải đi lối bên kia. Đi thì cũng sợ hơn chứ, nhưng mà không biết làm thế nào cũng phải ấy thôi. Đi cho nó có công việc thôi, có việc thì phải đi thôi. Mình không còn một con đường nào khác để đi ở đây. Vâng. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Trường Sinh, thì mưa lớn khiến nước lũ tại suối Nặng Húa chảy xiết là nguyên nhân khiến một trụ cầu bị nghiêng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đây, ta đang bị khai thác cát đây. Bản cũng thông báo cho tất cả các trưởng thôn bản cấm đi qua cái cầu treo và những hành lang đang cầu treo để nguy cơ nó bị đổ, và hai nữa sợ đứt cáp để làm gây hại thiệt hại cho nhân dân. Bà con vẫn bảo không có đường đi lại, là thế đâm ra là bà con cứ cố tình đi, nhưng mà với mức độ này chúng tôi sẽ tuyên truyền, mà hai nữa thì chúng tôi sẽ cho lực lượng có cái canh gác để đỡ bà con đi lại. Chẳng ai có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao nếu cây cầu này bất ngờ đổ sập xuống dòng suối hùng dữ này.